gốc đẹp như vậy thì nó chỉ có 150.000 đồng còn cái gốc nhỏ hơn tàn nhỏ hơn xíu thì 100 ngàn cũng chung lô này luôn thì nó nó quá là rẻ cho chúng ta rồi à, chủ yếu giờ chúng ta có nhu cầu hay không thôi chứ em thấy những cái hàng này rất là cái hàng mà về, để chúng ta nuôi lợi thì 15.000 đồng cây thì trong này có lộn xộn tùm lum bây giờ cổ không có gành giống nên cả nhà mình không cảm không có lựa ra được nhưng mà trong này thì em phát hiện có mấy cây siêu bông Sài Gòn nè đây siêu bông Sài Gòn nè 15 000 cái này cũng siêu không ở cái này cái này cút à, cúc cam nè ha à, 15. chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha thì cũng à, lâu lâu rồi cả nhà ít nghe cái giọng của em ha thì à, hôm nay à, em tiếp tục đến nhà vườn của cô út tại à, xã tân thiền chợ lách bến tre thì à, như lời em nói cả nhà thì à, nơi nào có hoàn cảnh khó khăn thì à, em sẽ quay giúp đỡ còn à, những cái nhà vườn à, khác á, thì đỡ hơn xíu á, thì em sẽ nhờ mấy anh em à, quay đây cả nhà em thấy thì căn nhà của cô út đây phải nói là rất là khổ luôn phải nói là rất khó khăn luôn thì em quay đây thì chủ yếu là cô chú anh chị mình thấy thương thấy tội nghiệp thì mua thôi chứ mặt hàng thì thật ra mà nói thì không có đẹp, các nhà không có đẹp thì chủ yếu là bán may giống thôi, bán để chúng ta về lấy bo thôi. cô chú anh chị mình có cái mình có thấy thương thì mua ủng hộ dùm gia đình của cô út ha, cực kỳ khó khăn cả nhà. thì bây giờ hồi xưa là nói khổ bán đất ăn cũng được, có đất bán đất ăn cũng được mà bây giờ có hai công đất mà cặp lộ đan 3 mét nữa mà bán hoài không được cả nhà nói chung phải nói là năm nay kinh tế khó khăn thì ai cũng khó khăn chứ không phải riêng gì gia đình của cô út nhưng mà ví dụ như chúng ta thấy đủ duyên ha, đủ duyên mình có thể à, à, mua cây giúp đỡ hoặc là mình à, có cái nhu cầu mua đất á, thì mình à, liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn của cô út ha nói chung là có hai công hai công nằm cặp lộ đan nơi này thì rất là thuận tiện cho chúng ta để làm mai hết nha làm mai là là ok luôn tại đây nước ngọt quanh năm được cái yên nhiên thiên nhiên ưu đãi ha thì à, cũng hy vọng của chú anh chị nào có cái hướng mà để lập một cái vườn mai hay gì đó ở khu vực Tân Thiền, ở chợ Lách Bến Tre thì cứ liên hệ nhà vườn. Rồi thì chúng ta bắt đầu vào chi tiết ha. Rồi thì hôm nay vẫn là những cái mặt hàng quen thuộc với chúng ta. Thì bên nhà vườn mình còn một cái lô cúc thọ hương này nè cả nhà. Thì bây giờ là coi như là bán là 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 rẻ cực kỳ luôn ha thì thí dụ như cả nhà mình thấy đây có khoảng trăm cây thì cái hàng nào mà cái tàn nó to to cây nó bự bự chút thì bên nhà vườn mình bán một trăm rưỡi một cây thôi còn cái hàng mà tàn nhỏ nhỏ thì bán chỉ có một trăm ngàn cây thôi đã ghép rồi như thế này rồi luôn cả nhà và cái hàng này thì tết có thể là chơi bông nha Để nụ nút nè à, thì tết chúng ta có thể chơi bông à, mình về mình lấy bo rồi chơi bông rất là ok luôn ví dụ như cái tàn nó lớn vậy thì là 150.000 đồng một cây nè cả nhà à, và cái tàn nó nhỏ hơn thì 100 ngàn tùy theo cây vậy cả nhà Nói chung nó rất, rất là rẻ nè cái đơn của chúng ta thì dụ như gặp lại khoảng 300 ngàn thì nhà vườn sẽ bao ship cho chúng ta nha nè cái bông nó nở cũng rất là ok luôn ha đó nở rất là ok luôn thì cây nhỏ nhỏ như vậy là 100 ngàn nè cả nhà đó có chú anh chị em thấy không bây giờ một cây 100 000 sao mà nó bự quá trời luôn nè bông bông nó nó đẹp nè ha đó, 100 ngàn cây thì cái đơn cả nhà mình gộp gộp đủ qua trăm ngàn thì nhà vườn sẽ bao ship cho chúng ta ha Ồ, ừ, 100 ngàn tàn trà bá luôn to lắm đẹp lắm ha à, những cái hàng lớn hơn thì trăm rưỡi thì những hàng này là gốc gốc to như cái nhà gốc bự như cái này là nằm ở chỗ chỗ hai hai lọt lông là có nghĩa là nó hai tất gửi phủ bì á cả nhà xem như thế này là chỉ có 150.000 đồng một cây thôi cái này em cũng không nghĩ ở đây đi đâu mà nó có giá rẻ như thế này mặc dù thời điểm này thì cây mai nó giá nó rẻ rồi nhưng mà mai gốc gốc bứng mà to như vậy Góc à, gốc đẹp như vậy thì nó chỉ có 150.000 đồng còn cái gốc nhỏ hơn tàn nhỏ hơn xíu thì 100 ngàn đó, cũng chung lô này luôn thì nó nó quá là rẻ cho chúng ta rồi à, chủ yếu giờ chúng ta có nhu cầu hay không thôi chứ em thấy những cái hàng này rất là rẻ và bây giờ em tính vậy luôn nè Thí dụ như cả nhà mình lấy hết cái lô này có mấy chục cây, trăm cây gì cả nhà mình lấy hết nhà vườn sẽ bán cái giá thật sự là ưu đãi cho chúng ta luôn, nha. giá nới luôn cho chúng ta. Tại vì cả nhà mình ví dụ như cái hàng bự một trăm rưỡi, nhỏ hiện trăm thì, 100 thì uh, bù qua chế lợi thì nhà vườn có thể bán cho chúng ta uh, rẻ hơn, nha. rẻ hơn. Dụng trăm hai chẳng hạn, ví dụ vậy thì uh, lấy số lượng hết luôn, còn cây nào tệ quá bỏ ra thì cái đó <laughs> uh, này em tính dùm nhà vườn luôn á, nhưng tại giờ hết gạo ăn này, thật sự mà nói là hết gạo ăn biệt tình luôn cả nhà, cực kỳ là khổ luôn. À, tại đây cô với chú ở đây lớn tuổi, Nói chung với thì bây giờ mần ăn tính toán cũng không có không được nhanh nhẹn lắm, đó nha. Rồi công việc này nọ giờ đi làm thuê cũng không được, tại lớn tuổi người ta cũng không thuê. Do đó thì ở nhà chỉ có làm mấy cây mai này với lại gói bánh ú và bán để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi nha. Hy vọng cả nhà mình ủng hộ, thì em xin nhắc lại ha, hàng này thì nhỏ thì trăm lớn thì trăm rưỡi mà nó quá rẻ rồi ở đây bên nhà vườn mình có mấy tiếng cây mai tàn thông nè giá vài trăm ngàn cây thôi thì cả nhà mình có nhu cầu thì mua ủng hộ giùm nhà vườn của cô luôn nha Đấy. rồi những cái hàng mai giống nó nhỏ nhỏ như thế này là giá chỉ có 15 ngàn đồng cây cả nhà hồi đêm qua bên khu bên kia em quay cho cả nhà mình xem đây có mấy cây hơn bên kia nhiều là 15 ngàn đồng cây thôi rồi thì qua khu bên này bên nhà vườn mình còn số hàng ha thì yeah bên nhà vườn gỗ có cũng có một số cây mai mai ghép siêu bông bình lợi nè cả nhà mình an tâm cái giống đi đây em cắt em cho nè cắt cho bo chỗ nhà vườn của cố thì những cái hàng này ghép gốc bứng nha thì cái hàng này bên nhà vườn mình ví dụ như cây trọng trọng như vậy thì giao luôn ta giá 100.000 ngàn đồng cây nha trăm ngàn đồng cây siêu bông sài gòn cũng vậy siêu bông sài gòn gốc đẹp lắm nha hàng như này nè cả nhà gốc cực kỳ dễ thương luôn nha đó. thì như nãy em nói thì giờ nhiều không biết nhưng mà cái đơn cái đơn 300 thì nhà vườn sẽ bao phí ship chúng ta ta lấy bao nhiêu cây đó lấy đấy à, 100 ngàn đồng cây cái này là siêu bông Sài Gòn ha thì uh, này thì cũng nhiều cô chú anh chị mình có nhiều cái luồng tranh cãi uh, siêu bông Sài Gòn siêu bông bố mẹ gì mà này là uh, này là siêu bông của cái giống của Dường Mai Phương Bình uh, ghép đó cả nhà chung cái này cái nguồn bo này thì uh, thì uh, cả nhà mình an tâm đi đa phần là những cái bo mới đồ này nọ là em cắt em cho bo của nhà vườn cũ quá. Đấy, đấy thì mấy này hiện trăm ngàn cây nè, còn bình lợi cũng trăm ngàn luôn. Đấy. rồi bên này bên này thì cũng siêu bông Sài Gòn cái hàng này như cây ốc. rồi qua tới cái hàng này thì siêu bông Sài Gòn nè thì ví dụ như cái cây bự, đàn bự thì hai trăm rưỡi, nhỏ thì hai trăm nhưng mà hàng này lấy bo lấy bông tết là ok, bo chuẩn giống cho chúng ta luôn. Cái bông thì khỏi phải chơi nha, nó bự như cái bông mướp đây nè, mà nó hơi hơi rủ thôi, à, rất là to luôn ha. Thì à, ví dụ như như cây gọn gọn vậy thì hai trăm nè, bo nhóc luôn nè, rồi có có nụ nút nè, chạy nè. ở Nhà siêu, siêu bông Sài Gòn thì nó 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 mắt, mắt nó rất là thích nụ rất là nhiều luôn. thằng này chúng ta chơi tết được á, thì nhỏ nhưng về hai trăm, ví dụ như trọng trọng hơn hai trăm rưỡi như vậy hả quá trời nụ luôn này về chơi tết thoải mái luôn ha đó thì hai trăm hai rưỡi nè cả nhà xem ô thôi quá trời cái bông luôn nè hả hàng như vậy hai trăm ngàn đồng cây nè cả nhà đi đâu mà kiếm ra coi như uh, để thì hơi cỏ thôi chứ uh, mấy gốc bự bự gì bên giờ nhà, nhà vườn bán cũng còn cao ha đây hết biết cái bông chưa siêu bông sài gòn ha đại Bông to khủng khiếp Cái như vậy 200 000 đồng Và cô chú anh chị mình xem nè Nụ rất là nhiều ha Ở Bên nhà vườn mình thì ít phân uh, thuốc Nên cái lá nó không có đậm ha Cái nụ nó nhiều ngon lành ha Xuất sắc chưa 200 000 đồng Thì cái này cả nhà mình thấy rồi ha Chuyển giống ha Rồi thì uh, cái hàng mai giống Mai giống nhỏ này Thì bên nhà vườn mình uh, giao lưu chúng ta giá 50.000 đồng một cây nè cái này siêu bông Sài Gòn nè cả nhà này nó cao khủng khiếp lắm rồi cái này, một nè hai ba bốn nhầm cây cao 8 9 tấc luôn cả nhà đó, cây cao 8 tấc luôn bông thì nở chà bá nè thì an tâm ha cô chú anh chị mình an tâm rồi à, chỉ có 50.000 đồng một cây thôi này thì nhà vườn mình bán rút vốn rồi đó có ốc mua ha nó cũng mua thì bán rút cái vốn thôi mà hồi xưa là mua nó lên có hai tấc nha còn giờ 7 tới 9 tấc à à, là 50 000 đồng một cây. Thì à, cái à, cái này cũng vậy, nói chung cả nhà mình gộp đơn nào cũng vậy thì 300 000 á thì nhà vườn sẽ bao phí ship cho chúng ta. Rồi kế tới là cái hàng à, Dạo thủ đức ha. Dạo thủ đức với cúc thọ hương này á, thì nó nhịn nhỉnh hơn chút á, thì nó à, coi như là nó 25 000 đồng một cây. Đó, như bên này nè. Đó, cái nhà mình thấy hàng gốc đẹp nè bông tết nè nụ nút quá trời luôn nè chỉ có 25.000 đồng một cây còn cái hàng bên này hàng những hàng mai giống như bên này bây giờ chỉ còn 15.000 đồng một cây thôi Nói chung thì cả nhà mình gặp đơn 300.000 thì nhà vườn sẽ bao phí ship cho ông ta à, cả nhà xem củ đế nè cái hàng này nè cả nhà cô chú anh chị mua trồng cũng rất là ok luôn tại vì sao tại vì cái hàng này đế rất là đẹp nha cả nhà đó đẹp chưa xuất sắc chưa xuất sắc ha đế rất đẹp ừ chỉ 25.000 đồng cây thôi nha các nhà thì 25.000 thì cái hàng này là có cúc thọ hương với lại dạo thủ đức đây họ hơn thọ hương thì cũng không nhiều à, đó, hương thì cũng đế đẹp như vậy tàn túa xum xê nó cao cao tầm khoảng 50 á ha à, cao tầm 50 còn thủ đức này lấy cho cả nhà mình cái ni 40 nó có thể cao hơn to hơn nhưng lấy 40 thôi rồi những cái hàng cái hàng mà về đây chúng ta nuôi lợi thì 15.000 đồng cây thì trong này có lộn xộn tùm lum bây giờ cũng không có gành giống nên cả nhà mình thông cảm không có lựa ra được nhưng mà trong này thì em phát hiện có mấy cây siêu bông Sài Gòn nè đây siêu bông Sài Gòn nè ha 15.000 cây này cũng siêu bông ở cái này cái này à, cúc cam nè ha à, 15.000 cây rồi ơi, đây có cây móng rồng nữa nè đó cả nhà em thấy đó. ở đây thằng ông này cái lá gì không nhớ không Hình như cái này là cúc kem nè cả nhà Ủa, 15 000 đồng một cây thôi ha giá thì cực kỳ yêu thương luôn thì uh, cái này còn uh, mấy trăm cây ấy, dù như cô cô chú anh chị mua số lượng gì nhiều thì về để trồng hay gì này nọ thì uh, nhà vườn uh, sẽ để cái giá ưu đãi nhất có thể như đây có đa phúc nè. nè bông to đùng luôn ha 15 000 đồng một cây thôi gộp đơn 300 000 ngàn nè cả nhà thấy uh, những cái hàng mai đôn nè mai đông thì cũng vậy nha cả nhà tự đó cô út đơn lại thôi đó. lại cho qua tết cái màu đẹp đẹp rồi bán đó mười lăm đồng một cây gốc cũng rất đẹp ha rồi những cái hàng này thì cũng là một trăm rưỡi với trăm là cả nhà thấy không to vật quả luôn to lắm thì cô chú anh chị mua lấy bo đồ này nọ thì rất là ok luôn ha gốc to cả nhà xem này thì bên nhà vườn của cô út nói chung cũng không có cái mặt hàng để chúng ta quay quay mã số cả nhà mình thông cảm giùm em nói chung thì chiến nào cũng quay vậy thôi quay solo cả nhà mình có ưng mắt nào thì thương tình thì mua thôi thì em biết cả nhà mình mua nhà vườn có út là để thấy hoàn cảnh tội nghiệp mua thôi chứ còn hàng thì không có đẹp nha cái đó thì cũng nói thẳng luôn để thôi <laughs> em không có khen gì nha Nhìn những cái nó rẻ lại hoàn cảnh gia đình khó khăn rồi cô chú anh chị mình thương nè đang nấu bánh 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 ú trong kia kìa mình thấy có cái trái để nấu bánh ú để tăng tải cuộc sống hàng ngày ngày thì gói bánh ú rồi kiếm bạn trăm trăm mấy vậy đó mua gạo đồ nặng ăn uống hàng ngày thôi chứ không có lời lớn gì cả nha giờ gạo thóc đồ nếp đồ nó nó lên giá đường đậu đổ lên giá rồi thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại xã tân thiện huyện châu lắc tỉnh bến tre thì những mặt hàng nãy giờ cô chú chị mình có ưng cái nào thì cứ alo nhà vườn ồ oh, mà thấy cái cái thằng siêu bông sài gòn thì nó 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 quá trời bông đó nha đẹp thiệt xuất sắc thiệt ha đấy thì bây giờ ngoài giao lưu mai ra thì bên nhà vườn mình thì cờ dẫn như mọi khi thì em quay cho tới khi nào mà bán được thôi bên nhà vườn mình à đã bán luôn miếng đất cặp cái lỗ đan 3 m này ha à, bề ngang tầm khoảng 24 25 mét gì đó à, chạy dài là có hai công đất ha thì cái vấn đề giá cả đất đai thì cả nhà mình cứ là liên hệ nhà vườn đi. Còn uh, riêng em bên em thì quay bán bán mai thôi. Mai thì nắm cái giá còn đất đai thì cả nhà mình cứ thỏa thuận với nhà vườn ha. thì vườn của mình là có luôn cái cái ví dụ như bán đất là có luôn cái căn nhà cấp bốn như thế này à, đây nhà mình xem đường đan đường này nọ rất là thông thoáng luôn xe à, xe bốn chỗ 16 chỗ vô tới chỗ ha xe tải nhỏ đồ vô rất là ok luôn các nhà đấy ở đây để một ngàn mét nhưng mà giờ bán luôn hai ngàn thì cô chú anh chị mình có cái, cái 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 hướng có cái nhu cầu đầu tư hay gì này nọ thì cứ uh, alo nhà vườn ha rồi cả nhà xem siêu bông bình lợi em cho bo rồi chỗ nhà vườn của, của út ghép nó ra này. khủng khiếp chứ không biết cô chú anh chị mình thấy sao chứ em thấy nó mạnh dữ lắm mạnh mọi người ý thôi chắc chắn thì cái 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 fan mà của siêu bông sài gòn thì không chịu siêu bông bình lợi rồi nhưng mà em thấy nó mạnh quá ha cả nhà xem rất là mạnh luôn rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip này tại đây nha cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay chào tạm biệt cả nhà chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha